Mến chào toàn thể anh em. Trước màn hình anh em là Rudman L507. Anh em muốn đầu tư không quá nhiều tiền vào Amli thì chơi con này là sự lựa chọn rất là tuyệt khi mà đánh với loa dì beo. Mặt mũi sáng quắc, lấp lánh, không một vết chày anh em. Những cái mặt phay, những cái nút nhôm nó quá đẹp luôn rồi nhờ. Cái mặt nhôm kết hợp với cái vỏ gỗ này thì anh em nhìn vào nó rất là ấn tượng, rất là đẹp. À, vỏ gỗ lướt men này vân nó cuồn cuộn rất đẹp anh ạ. Rất đẹp. Đây. Đẹp chưa? Quá yêu nhỉ. Đây là mặt sau, sạch đẹp ha. Con này chạy 4 con sò công suất hiệu nét là sò sắt, tiếng rất là hay. Anh em chơi Euro biết nhiều rồi nên mình không muốn nói nhiều nữa. À. Mặt hông còn lại quá ok rồi. Rồi. Hiện tại con này có giá ở bên Thái Euro chỉ có 7 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình ha. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.